Giáo thiền tâm này luyện thái bằng thiền. Tiền thành tiền giấy, bây giờ thành tiền giấy thiệt rồi. Cái nhà quý vị có thể bán 10 tỷ Sài Gòn là lúc trước thì việc nói. Hôm nay không biết 3 tỷ có người mua không nữa, thì nó phải hành giấy thành gì. Thế không lẽ quý vị nói là giấy tức là tiền Bác Hồ thành tiền giấy thiệt hả? À, cũng có thể thiệt luôn á. Tiên cơ, tiên tri nói vậy là quá chính xác rồi, quý vị biết không? Mình có phước. Hôm nay mình có bề trên cho Kiệt xuống đây để mà giúp mọi người, để mà biết được chuyện gì, để mình né, mình tránh. Và đồng thời mình cũng bớt có cái khủng hoảng, bớt có lo lắng đó. Rồi kế tiếp Kiệt đã thông báo là có nạn đói. Thì bây giờ quý vị chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị thủ cho gia đình. Mình cũng mỗi thứ mình chuẩn bị thì gia đình mình sẽ vượt qua cái đại nạn. Thì trong kinh có nói là lò qua được cái sàng lọc để dự hội long qua là vậy đó. Ai có phước thì dự hội long qua. Chứ bây giờ Đức Thầy sắp xuất hiện để lập hội long qua mà mình chết đói, mình chết rồi. Ở chiến tranh là mọi thứ nó ứ động nha quý vị, không có di chuyển được, không có xe hay là tàu máy bay gì bay tới bay lui để mà cứu mình hết trơn á. Mỗi gia đình chúng ta phải ít nhất cũng sống được 2-3 tháng đó, phải tự lo á. Đó là mục đích của Kiệt nhắc nhở từng chút. Hôm nay Kiệt lên Kiệt nhắc nhở là chiến tranh sẽ tới cận kề bên cái chết của mình. Mỗi người họ thiên, những người họ khác thì họ có hiểu thì mình không có nói nha. Nhưng mà họ thiên á, con của ông trời á, thiên Việt Nam đi, mình dùng chữ là thiên Việt Nam, 100 triệu người, mỗi người đều có bổn phận phụ chung với Kiệt. Vài tuần nữa Kiệt lập cái đàn để mà Kiệt xin xỏ tiếp. Thì từ đây cho tới ngày đó khi quý vị đọc kinh á, quý vị cũng phải xin cho nước Việt sớm qua được cái đại nạn, sớm qua được cái bệnh đau binh và nạn đói rách. Rồi đồng thời cùng một lúc quý vị phải xin sớm cho Đức Thầy, tức là Đức Huỳnh Phú Sổ. Còn ngoài Bắc đó thì cứ xin cho ông Chặn Trình sớm trở lại, ổng có câu gì ta, biển Đông dậy sóng thì ta trở về gì đó, có câu của ông Chặn Trình. Thì ở ngoài Bắc thì cứ xin ông Chặn Trình trở lại nha. Còn miền Nam thì cứ xin Đức Huỳnh Phú Sổ xuất hiện, ta Đức Thầy trở về. Chứ còn nếu không thì chỉ là người nhắc nhở, thì cũng ngồi đây chờ sư phụ thôi, chờ lệnh của cha thôi để mà làm việc. Chứ Kiệt cũng làm được phân nửa nhiệm vụ là nửa đời nửa đạo. Đạo thì Kiệt đã rễ cái hạt giống xuống thế gian rồi, thì tất cả mọi thứ nó sẽ từ từ, nó không phải một ngày một buổi mà nó phải có nhiều thời gian lắm, trong tương lai rất là lâu, để mà cho cái đạo nó phát triển, cho tương lai cái đạo nó phát triển một cách mạnh á. Khi mà Kiệt về trời thì cái đạo mới phát triển, người ta mới biết là có một sự việc như vậy, có một người như vậy hôm nay đã lên mạng 4 năm mà sao lúc đó mình có mắt mà như đuôi, có tai mà như điếc, thì lúc đó đã muộn rồi. Bởi vì thường nói là họ thấy tượng á thì họ lại, họ thấy mặt Kiệt á thì họ chửi. Gần đây thì có một cái tên mới gọi là bố láo ba que. Tại khi Kiệt đọc cái lịch sử mà chết đói năm 1945 á, thì có nhiều người á gọi cho chửi Kiệt nó là đồ bố láo ba que. Ok, hôm nay Kiệt là bố láo ba que. Thêm cái tên mới cũng vui, chúng sanh thiệt mình tức cười. Bố láo ba que, bố láo.